của ai đây? Của Quang Linh Vlog à? Đúng rồi. Ờ, em cảm ơn anh nhá. Ok mọi người ơi, để xem Quang Linh tặng mình cái gì nhá mọi người. Wow. Wow, một hộp màu đen mọi người ơi. Wow. Quang Linh viết thư cho mình luôn à? Trời ơi, sao không nhắn tin cho anh mà lại viết thư? Chúng ta mở bức thư ra nhá. Angola, ngày buồn tháng nhớ năm cũ đến. Anh Hải biết tốt thân mến, cảm ơn anh thời gian vừa qua đã làm những nội dung về em. Những video triệu view của anh đã giúp em và Thùy Tiên bán được khá nhiều combo. Điểm trường yêu thương là anh em đàn ông với nhau. Em có muốn quà gửi tặng anh. Cái này em bên này cũng đang tin dùng anh ạ. Thì thoảng em còn cho mấy anh da đen mượn dùng nữa cơ. Mấy anh cứ ối giời ơi là ý giời ơ. Sao lại tuyệt như thế nhỉ? Nó cứ phải gọi là hết nước chấm anh ạ. Đó chính là dung dịch vệ sinh nam X2 Manly với các thành phần chính từ thiên nhiên dịu nhẹ, bao gồm nhân sâm, kim nhâm, hoa vỏ đậu, vân vân, sẽ giúp anh làm sạch tức thì chỉ sau 9 giây, giảm ngứa nhanh, giảm nguy cơ mắc các bệnh nam khoa như viêm và nấm. Em không vòng vo tam quốc nữa, anh cứ tin dùng đi nhá. Trời ơi, bức thư quá là xúc động, quá là tuyệt vời luôn Quang Linh ạ. Anh cảm ơn món quà của Quang Linh Vlog rất nhiều nhá. Em mà tin dùng mà em tặng anh thì anh cũng phải dùng thôi. Anh em đợi tôi đúng 9 giây nhá, tôi đi dùng rồi tôi lại quay lại nhá. Thôi dẹp đi. Yes, tôi lại quay trở lại với anh em rồi đây. Thơm mùi gỗ trầm lắm anh em ạ. Anh em nên nhanh tay dùng thử nhá, đừng để người yêu phải nhắc nha anh em ơi, ngại lắm. Còn các bạn muốn trải nghiệm sản phẩm này, chúng ta bấm vào giỏ hàng ở phía bên dưới nhá. Nhất là với tuốt thông suốt sản phẩm của bạn.